Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho các bạn cách xuống dòng khi nhắn tin trên Zalo. Nghe các bạn, video này dành riêng cho bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Bây giờ các bạn sẽ mở Zalo lên. Và truy cập vào cuộc trò chuyện. Và đây là mặc định của Zalo khi nhắn tin không xuống dòng được nghe các bạn. Bây giờ các bạn sẽ trở lại nè. Bạn chọn biểu tượng cá nhân. Sau đó chọn bánh trăng cài đặt. Kế tiếp các bạn sẽ chọn tin nhắn. Và ở mục này thì các bạn chọn đổi phím Enter thành gửi. Chọn tắt như mình làm là xong. Bây giờ mình sẽ trở lại để kiểm tra. Như các bạn đang thấy, khi mình nhắn tin đã xuống dòng, giãn cách dòng được rồi. Rồi, mình cũng dừng lại nội dung ở đây nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào!